Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Chờ thêm một lúc hai chị em vẫn không nói, Thông phải dọa. Hai em không nói đó, mai kia thầy phán hoặc là cha xứ gọi lên đánh đòn, thầy sẽ mặc kệ, thầy không có bệnh. Thằng Tiếp quay sang nhìn chị, con Dung bỗng ứa nước mắt, run run nói. Thưa thầy, chính mắt chị em chúng con nom thấy ạ. Thông gật đầu hài lòng, anh hỏi tiếp. Con nom thấy những gì, ở đâu? Đầu đuôi như thế nào cứ khai hết cho thầy nghe. Khai hết không có được thêm, không được bớt. Vừa hỏi Thông vừa nhìn ra sân. Ông Ban tiếp tục tưới rau. Bà vợ thì vạch từng cái lá sâu. Con Dung tỉ mỉ kể tiếp. Dạ, thưa thầy. Hôm ấy chị em chúng con đi mót củi về. Đang đi thì rời mưa to lắm ạ. Chúng con mới chạy vào cái nhà hoang. Nhà ấy trước là nhà của bà Thục ấy. Cả dãy nhà bỏ hoang chứ không phải chỉ có một căn đâu thầy. Chúng con chạy vào căn đó tại vì là nó gần nhất. Thế con với thằng Tiếp đang núp dưới mái hiên ấy. Chờ tạnh mưa thì ôm củi về cho bố mẹ chúng con nấu cám lợn ấy. Thì đang đứng thì con nghe có tiếng nói ở trong nhà. Con sợ quá thầy ạ. Tưởng là ma vì con biết là cái nhà nó bỏ hoang lâu lắm rồi. Chúng con chỉ toàn là sắn với mía. Thế thằng Tiếp em con nó bạo hơn, nó kiễng chân nó nhòm vào cửa sổ thì nó thấy thầy Phán với cô Mai ạ. Nó mới ra giấu chứ, nó bảo con cùng nhìn. Con Dung ngừng lại không dám kể thêm chi tiết, nhưng Thông hỏi. Con có chắc là thầy Phán không? Hay là con chỉ nom gà hóa quốc? Thằng Tiếp nhanh miệng đáp. Thưa thầy chắc ạ, thầy Phán với chị Mai giải chiếu ngồi ở góc nhà. Thầy Phán cởi cúc áo chị Mai, chính mắt con nom thấy. Con Dung lại thúc củi trò bảo em nó im đi. Thông trầm ngâm đặt cốc nước xuống bàn, mắt buồn vời vợi. Anh hỏi chỉ để yên trí thêm một lần nữa mà thôi, chứ không cần hỏi anh cũng biết hai đứa học trò của anh không bịa chuyện. Anh thở dài đứng dậy và bảo. Thôi được rồi, có điều thầy dặn là hai em đừng có kể cho ai nghe, nhớ đấy.
Anh lững thững bước ra cửa, cố lấy lại vẻ mặt bình thản, chào ông bà Ban và đạp xe về. Chị em con Dung theo ra tận lề đường, khoanh tay cúi đầu chào. Thông giữ người đạp nhanh, không quay đầu lại. Đến nhà, anh cứ ngồi yên trên xe, thòng chân chống xuống đất. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi phóng xe lên nhà thờ. Anh thấy tâm hồn mình bất an nếu không khai rõ chuyện này cho cha xứ biết. Một cặp trai gái sắp lấy nhau còn phải giao tại nhà thờ 3 lần, để hễ ai biết đôi này có ngăn trở gì thì buộc phải trình lại. Ai không trình là mắc tội trọng. Phép hôn phối còn như thế, huống chi là sắp thụ phong một người làm linh mục. Thông biết thầy phán là kẻ bất xứng, không khai báo trước để ngăn chặn thì đương nhiên anh có tội với Chúa. Anh dựng xe ở đầu nhà thờ, đưa mắt nhìn vào dãy nhà xứ, ngẫm nghĩ những điều sắp phải thưa với cha Xuân. Cha vốn khó tính, chưa chắc cha đã tin lời Thông. Anh đang phân vân nghĩ ngợi thì may quá, anh thấy cha Hảo đẩy cửa phòng bước ra, tay cầm cuốn sách kinh và cái quạt giấy. Anh vội dướn người đạp lại, tới gần anh xuống xe và cúi đầu chào. Thưa cha ạ. Vốn quý mến Thông, cha Hảo vui vẻ hỏi ngay. Thầy Thông đi nhà thờ sớm thế, ăn cơm chưa? Thông nghiêm giọng nói nhỏ. Trình cha, con có việc cần xin vào gặp cha xứ, không biết cha có trong nhà không ạ? Cha Hảo nhìn nét mặt nghiêm trọng của Thông, trầm ngâm đáp. Ngài đi làm phép sức dầu cho kẻ liệt bên khu A, mới đi đây thôi, chắc độ 2 tiếng đồng hồ nữa mới về. Thông thở dài, ánh mắt nặng trĩu. Cha Hảo nhìn Thông nhíu mày hỏi. Thầy có việc gì đấy, có gấp lắm không? Thông khẩn khoản nói. Cha xứ bận thì con xin phép gặp cha một chút được không ạ? Cha Hảo vén tay áo nhìn đồng hồ, lưỡng lự vài giây rồi chỉ vào căn phòng và bảo. Thôi cũng được, thầy vào trong này. Cha đi trước, Thông dắt xe theo sau. Vào phòng, anh khép hẳn cửa lại rồi bắt đầu kể lể mọi diễn tiến. Mặt cha Hảo đanh lại, càng nghe càng tái nhợt. Chờ Thông dứt lời, cha nói bâng quơ. Trẻ con lắm khi cũng hay loan tin đồn nhảm hoặc là thêu dệt để có chuyện nói với nhau. Ấy là chưa kể có khi có đứa nó còn ghét thầy phán, nó bịa ra cái chuyện này. Thầy đi dạy học, tâm lý nhi đồng chắc thầy đã nắm vững. Trong lớp có khi thầy chú ý đến một em nào đó, nhưng bị rồi thầy lại bị những cái đứa khác nó ghen ghét rồi nói này nói kia. Thông nhấn mạnh. Trình cha, việc này là việc hệ trọng, con không dám thưa với cha khi con chưa biết chắc. Nếu chỉ nghe hai đứa bé kể lại, con cũng không dám lên đây thưa chuyện với cha. Trình cha, chính mắt con nhìn thấy thầy phán với con Mai trong buồng của thầy hôm các cha đi họp ở Sài Gòn. Bây giờ cứ cho là lời trẻ con không đáng tin, nhưng thưa cha, chính mắt con chứng kiến ạ. Cha Hảo đứng dậy lững thững tiến lại phía cửa sổ. Cha thấy nghẹn trong cổ, cần một chút không khí trong lành. Dĩ nhiên cha tin lời Thông, bởi Thông là người hết sức đứng đắn. Trưa nay khi thầy phán đánh hai đứa bé chỉ vì chúng loan tin về thầy phán, cha Hảo đã không vui trong lòng. Chuyện thầy phán gian díu với cô Mai, cha chưa biết là đúng hay sai, nhưng biện pháp đánh hai đứa bé trước sân nhà thờ chỉ càng làm tin đồn ấy lan rộng. Cha chưa nói chuyện này với thầy phán bởi vì nhiệm vụ ấy phải để cho cha Xuân giải quyết. Bây giờ nghe Thông trình bày, cha thấy không thể giữ im lặng được nữa. Cha quay vào hỏi Thông. Cha hỏi anh cái này, nếu cha mời thầy phán sang đây đối chất, anh có sẵn sàng làm chứng hay không? Thông mạnh dạn đáp, thưa cha, điều răn của Chúa có dạy rằng chớ làm chứng dối. Trước mặt Chúa con xin nói sự thật, xin cha cứ việc mời thầy phán. Chẳng những con xin đối chất, mà con còn xin cha cho gọi con Dung với thằng Tiếp lên đây làm chứng luôn một thể ạ. Cha Hảo gật đầu. Cha hỏi anh thế thôi, chứ chắc chả cần đâu. Thông chưa buông tha, anh chỉ chiết thêm. Trình cha cho phép con mới dám nói. Thầy phán đã chịu chức 4, chỉ còn một chức nữa là không rút lui được. Trình cha con nhớ lời cha giảng ở nhà thờ rằng, một là làm linh mục thì phải giữ mình trong sạch. Hai là ra đời lập gia đình. Ở vai trò nào cũng vẫn là con cái Chúa, miễn là giữ đúng vai trò của mình. Con trộm nghĩ, dù ở đâu hay làm gì, người ta cũng vẫn có thể thờ phượng Chúa. Thầy phán không có ơn kêu gọi.
Cha Hảo giơ tay ngăn lại. Cha hiểu ý anh. Thôi cha phải lên nhà thờ. Anh cứ về đi. Rồi cha sẽ trình lại với cha xứ giải quyết. Nếu cần thì cha xứ sẽ mời anh lên. Thông hớn hở đứng dậy nói. Con đội ơn cha. Con xin phép cha con về. Bất cứ khi nào cần cha cho gọi một tiếng. Con sẽ lên hầu cha. Cha Hảo theo Thông ra tận cửa và dặn. Chuyện này tạm thời thầy giấu kín, đừng để mang tiếng. Thông im lặng gật đầu và lấy xe phóng về. Hôm ấy, anh cứ hồi hộp chờ đợi cha Xuân hoặc cha Hảo sẽ gọi anh lên để đối chất với thầy Phán. Nhưng lóng ngóng mãi chả thấy gì. Thầy Phán thì vẫn bình thản, gặp Thông thường xuyên mà chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ thầy giận Thông, nghĩa là đã bị hai vị linh mục xì vả. Thông hoang mang lắm, nếu biết trước cha Hảo bao che cho thầy Phán như vậy, thì anh đã chẳng trình bày câu chuyện bỉ ổi này để làm gì. Đêm đêm nằm một mình, Thông vừa buồn vừa giận. Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, xã hội trần thế thì như vậy là thường, bởi quyền hành có thể bịt mắt thế gian. Nhưng đối với Chúa thì ai bịt mắt nổi? Tại sao cha Hảo lại không có một phản ứng nào đối với tội lỗi của thầy Phán? Từ nỗi chán chường đối với thầy Phán, Thông đâm ra giận lây và thất vọng đối với cả hai vị linh mục mà anh vốn hết lòng kính trọng. Cha Xuân tuy khó tính nhưng nổi tiếng là người đạo đức. Cha Hảo tuy cấp tiến nhưng cũng là người rất mực đàng hoàng. Tại sao cả hai lại để yên chuyện trai gái nhơ nhuốc này? Nhiều lần Thông muốn lên gặp riêng cha Hảo một lần nữa để hỏi thăm, nhưng anh chán nản bỏ cuộc và tự dặn lòng từ nay mũ ni che tai, không bận tâm gì đến việc của người khác nữa. Một buổi sáng chủ nhật vừa lễ xong, Thông nhập trung đoàn tín hữu ùn ùn kéo ra cửa chính. Anh đứng lại trên thềm xi măng, nói chuyện với vài phụ huynh học sinh. Bỗng nghe tiếng ồn ào bên hông nhà thờ, phía dành cho phụ nữ. Anh vội vàng chạy sang xem, thì thấy một nhóm khá đông các bà đang hung hăng xúm lại xỉa sói. Con quỷ lăng loàn, đánh chết nó đi! Một bà khác rít lên. Rồi ôi, xé xác nó ra, đuổi cổ nó ra khỏi nhà thờ. Rồi ôi, nó dám quyến rũ thầy. Bà khác lại thêm. Còn đi nhuốc nhơ làm ô danh Chúa. Cùng với những lời chửi mắng ấy, hàng chục bàn tay xuống vào, xé toang hết áo quần của Mai. Mai vừa khóc vừa cố thoát thân. Nhưng họ vây chặt tứ bề, không một ai lên tiếng ngăn cản. Tất cả đều đồng ý với nhau là phải ra tay trừng trị đứa con gái khốn nạn đã quyến rũ thầy Phán khả kính của họ, làm thầy lung lay con đường tu hành. Từng miếng vải tung lên, chiếc áo dài trắng, cái quần đen, cái áo lót, trong nháy mắt biến thành những mảnh vụn quăng đầy chung quanh. Thông đứng lặng trên thềm không biết phản ứng thế nào. Mai thì ngồi thụp xuống, hai tay che ngực, toàn thân chỉ còn có cái quần lót. Một bà giơ chân đạp vào lưng khiến cô ngã lăn ra. Các bà khác xúm lại, người thì chửi, người thì nắm tóc rít lên đay nghiến. Thông nhìn quanh tìm một cái gì cho Mai che thân nhưng không có. Chờ các bà nguôi ngoai phần nào, anh mới tiến lại và từ tốn lên tiếng. Thôi, các bà xử phạt như thế là đủ rồi. Xin các bà tha cho cô ấy. Các bà nhất loạt quay lại, ai cũng nể Thông nhưng vẫn còn ấm ức. Một bà bảo. Tha thế nào được hả thầy? Nó là con quỷ cái, nó quyến rũ thầy Phán đấy. Thông nắm vững tình thế, anh biết lúc này không phải là lúc anh nên tranh cãi với các bà, dù rằng lý luận của các bà là thứ lý luận ngang phè phè. Giữa thầy Phán và con bé 16 tuổi, ai quyến rũ ai? Tôn giáo nào cũng vậy, ông cha hay ông sư mê gái, người ta cứ lôi đứa con gái ra mà đánh chửi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó, bởi nó là hiện thân của quỷ cám dỗ bậc tu hành. Cái người đáng để các bà xét xử chính là thầy Phán. Nhưng các bà lại không làm như thế mà chỉ dồn trọn căm hờn vào phía tòng phạm. Thông điềm tĩnh bảo. Cô ấy biết lỗi rồi, từ nay không dám thế nữa đâu. Các bà cho tôi xin.
Vừa nói, Thông vừa rẽ đám đông tiến lại, cởi cái áo sơ mi anh đang mặc, khoác cho Mai và bảo cô chạy về nhà. Nhiều bà nhìn theo, làm bộ tiếc rẻ than. Thầy không để chúng tôi cho nó thêm một trận, cái đồ mất nết. Thông từ tốn giải bày. Lần đầu như thế là được rồi, tôi dám chắc là từ nay cô ấy phải chừa. Lần sau mà còn tái phạm thì xin các bà cứ thẳng tay, tôi không dám can. Và lại mình đang đứng bên cạnh nhà thờ, tức là trong khuôn viên nhà Chúa. Để cô ấy lõa lổ như thế thì không phải, tội chết. Vốn nể tài ăn nói gọn ghẽ của Thông, các bà gật gù đồng ý, bảo nhau giải tán dần. Nói đúng ra thì các bà tự cảm thấy mình đã đạt được mục đích, nên dù không có sự can thiệp của Thông, các bà cũng sẽ dừng tay, không làm gì Mai nữa. Cái mục đích ấy bề ngoài là làm nhục Mai, nhưng trong thâm sâu là cảnh cáo thầy phán. Bởi vậy các bà mới ra tay ngay tại sân nhà thờ, để mọi người cùng biết, để tiếng đồn lan rộng, và nhất là để thầy phán đang quỳ trong nhà thờ có thể nép sau cửa sổ mà chứng kiến người tình của mình bị đấu tố. Thầy sẽ xấu hổ, không còn dám tái phạm nữa. Mai khoác cái áo trắng của Thông chạy sâu vào vườn sắn. Một bà còn chỉ tay theo và mắng. Này, không để thầy Thông xin cho mày thì bà dân cho mày một trận như xương, liệu hồn con đĩ. Thông chớp mắt không nói gì, cái dáng mảnh mai yểu điệu với nước da trắng ngần của Mai làm dâng lên trong đầu anh nhiều ý tưởng tương phản. Các bà bên cạnh đưa mắt nhìn nhau cười đắc thắng và từ từ tản mát, ai về nhà nấy. Riêng bà Quản Vọng thì đứng chống nạnh, nét mặt hiu hiu tự đắc về kế hoạch rất tinh vi của mình đã thành công. Các bà tính toán quả không sai. Cái lúc mà các bà vừa lập xong vòng vây để xử tội Mai thì thầy phán ở trên ban công cuối nhà thờ, chỗ dành riêng cho ca đoàn và cũng là nơi mà thầy phán quen biết Mai. Thầy cầm tập thánh nhạc bước xuống, lòng lâng lâng nghĩ tới người yêu. Đêm qua thứ bảy thầy bảo bõ già là thầy về thăm mẹ, nhưng kỳ thực thầy có hẹn với Mai ở căn nhà hoang. Thầy vác theo cái đèn pin và ngồi ôm Mai cả mấy tiếng đồng hồ ngoài đó. Thầy dự liệu đã khôn, nhưng đôi mắt của bà Quản Vọng lại còn khôn hơn thầy một bậc, cho nên mọi đường đi nước bước của thầy, bà đều biết cả. Bà được mật báo từ lâu, nhưng bà chưa có dịp bắt tại trận. Đêm nay thì thầy phán không thoát khỏi tay bà, bởi bà có cả một hệ thống tình báo giúp bà phục kích. Để yên cho thầy phán và Mai tiếp tục trò bỉ ổi này, thì bà cảm thấy lương tâm cắn rứt trước mặt Chúa. Đêm về nằm ngủ, bà suy nghĩ và thấy cách hay nhất để chấm dứt tình trạng này là công khai trừng trị Mai. Đệ tử của bà đông lắm, bà hô một tiếng người ta lao vào ngay, nhất là ai cũng có cảm tưởng mình làm việc này vì mục đích cao đẹp. Trong nhà thờ, thầy phán sắp ra tới cửa thì bỗng nghe tiếng các bà quát tháo mỗi lúc một lớn. Thầy vội chạy lại, nép bên khung cửa trông ra, chỉ trong nháy mắt thầy nắm được ngay tình hình. Người yêu bé nhỏ của thầy đang bị xâu xé. Thầy tái mét mặt, cổ họng đắng chát, mắt hoa lên và hơi thở sắp tắc nghẹn. Mỗi mảnh vải của Mai ném tung lên là một mũi tên bắn vào tim thầy. Tấm thân mượt mà kia bao nhiêu lần từng làm thầy ngây ngất, bây giờ trở thành mục tiêu cho các bà. Thầy chết điếng trong lòng, nhưng không dám nán lại. Biết đâu trong một phút hỗn loạn các bà chẳng xông vào lôi thầy ra chất vấn. Nghĩ thế thầy lui dần, rồi chạy tuốt lên gian cung thánh. Và chui luôn vào trong kho để dụng cụ thờ phượng. Thầy khép cửa kho lại, nín thở ngồi chờ cho qua cơn sóng gió. Cả nửa tiếng sau khi nghe tứ bề đều im lặng trở lại, thầy phán mới rón rén đẩy cửa bước ra. Mai đã chạy về từ lâu, Thông cũng bỏ về ngay vì anh đã nhường sơ mi cho Mai chỉ còn mỗi cái áo lót trắng đục. Thầy phán đứng trong khung cửa thò đầu ra nhìn quanh một lần nữa, và khi biết chắc không còn ai, thầy mới hoàn hồn chạy nhanh về phía nhà xứ, chui vào buồng riêng, khép cửa lại. Sau biến cố đó, Mai nằm tịt ở nhà không dám ra đường nữa. Thầy phán thì như người mất hồn,
bần thần nhục nhã, nằm liệt giường cả tháng trời. Cuối cùng thầy đành rút lui, xin trở về với đời. Đáng thương nhất là bà Ký Phác, mẹ của thầy. Niềm hy vọng một đời của bà phút chốc đổ xuống sông. Người đi tu nếu tự cảm thấy mình không có ơn kêu gọi thì quay về với thế tục, đó là chuyện thường chẳng có gì đáng nói. Nhưng nỗi đau của bà nằm ở chỗ, đứa con đã làm ô nhục trước bàn thờ Chúa, làm tổn hại danh dự của hàng giáo sĩ và làm xấu hổ cả gia đình bà. Bà bỏ ăn bỏ ngủ cả tuần lễ, cô con gái út an ủi thế nào cũng không được. Giả như có chút vốn, bà đã dọn hẳn đi nơi khác và không bao giờ còn quay lại chốn này nữa. Bà vẫn siêng năng đi nhà thờ, mặc dầu trong lòng đôi khi cũng có chút xao xuyến giận hờn vì Chúa đã không đoái nghe lời cầu xin của bà để con bà được làm linh mục. Bà buồn rầu bảo con gái: Mẹ nghe đồn trên Củ Chi công việc nó nhiều lắm, hay là mẹ con mình... Cô con gái hiểu ý cắt ngang: Thôi mà, chuyện qua rồi, việc gì mẹ cứ để bụng mãi thế, không có đi đâu hết á. Con là con nhất định ở đây này, cha mẹ sinh con rời sinh tính. Anh Phán anh ấy hư thì đâu phải lỗi tại mẹ đâu. Cả cái trại này ai cũng quý mẹ hết, tự dưng lại dọn đi là thế nào. Nghe con gái nói mãi, bà Ký Phác mới bỏ ý định rời trại. Chỉ riêng thầy Phán thì đang ngay vào trường võ bị Đà Lạt. Từ đấy thông không gặp lại thầy lần nào nữa. Mai thì bỏ xuống Sài Gòn học nghề thợ may, rồi ở luôn dưới ấy. Trước khi đi, cô sai đứa em mang cái áo sơ mi đến trả cho Thông và gửi lời cảm ơn. Phán đi rồi, cha Hảo mới gặp Thông và bùi ngùi bảo: Trước khi anh lên gặp cha kể chuyện thầy Phán thì thật ra cha đã biết rồi. Bà quản vọng có kể hết với cha về hành vi của thầy ấy. Không phải chỉ mình anh hay là hai đứa con ông bà Ban bắt gặp đâu, mà còn nhiều người khác nữa. Cha cũng có răn đe thầy ấy, nhưng mà xem chừng chỉ như là nước đổ lá khoai thôi. Chứng nào tật nấy, không biết ăn năn hối cải. Cha khuyên thầy ấy nên vào nhà dòng cấm phòng vài tháng, nhưng thầy ấy cứ khất lần mãi. Cha đành phải trình với cha xứ và báo cho cha Dương là cha đỡ đầu của thầy ấy biết. Cả hai cha Xuân và cha Dương đều quyết định đuổi thầy ấy khỏi đài trụng viện. Nhưng mà cũng may, chưa kịp đuổi thì thầy ấy tự ý xin ra. Âu cũng là do thánh ý Chúa định. Thông thở phào nhẹ nhõm: Trình cha, con thì con chỉ muốn cho minh bạch. Không tu được thì ra đời lấy vợ, chứ ăn cơm nhà Chúa mà lén lút trai gái thì tội, không biết để đâu cho hết. Chuyện thầy Phán xảy ra đã lâu mà trong trại thỉnh thoảng vẫn còn được thiên hạ nhắc đến với nhiều phản ứng khác nhau. Riêng với Thông, điều duy nhất làm anh hài lòng là cái kết cuộc minh bạch mà Phán chọn lựa. Thông không bao giờ chấp nhận sự lén lút. Nhà tu hưởng lộc của giáo hội, của tín đồ, hưởng sự kính trọng của giáo dân và của xã hội, nhưng lại núp sau lớp áo ròng để làm chuyện tồi bại thì không thể nào tha thứ được. Không nhịn được chuyện xác thịt thì thản nhiên ra đời lấy vợ, sống bình thường như mọi người khác. Đó là cái chủ trương muôn đời của Thông. Chiều nay nhận được gói quà của Mai từ Sài Gòn gửi về, Thông bồi hồi nhớ lại chuyện cũ và bỗng thấy thương cho cô học trò xinh đẹp nhất lớp, vừa mới lớn đã vướng ngay phải chuyện tình ngang trái. Anh biết Mai còn nhớ đến anh bởi cô vẫn tin rằng ngày hôm đó mà không có anh can thiệp thì chắc chắn cô đã ốm đòn dưới bàn tay của các bà ngoan đạo. Không có thầy Thông mà nó chết với tôi rồi.
hoặc cũng có người nói: "Nể thầy thông lắm tôi mới tha cho nó đấy. Số nó kể thế là may đấy. Thầy thông mà không đến kịp thì bà quản vọng gọt đầu bôi vôi lâu rồi." Mỗi lần gặp nhau, thiên hạ vẫn bàn ra tán vào như vậy, làm gia đình Mai và chính bản thân cô càng nhớ ơn cứu tử của Thông. Chỉ riêng Thông thì hiểu rõ các bà hơn. Các bà chỉ nói thế cho oai thôi, chứ thật ra cũng chẳng ai định tâm đánh đập Mai. Đối với đàn bà con gái, biện pháp lột quần áo là tột cùng của sự sỉ nhục rồi, cần gì phải ra tay đấm đá. Thông thở dài, gói hai sấp vải lại như cũ để lên kệ sách, định bụng lát nữa sẽ khoe với Quyên. Nay Mai khi đem vải đi may bộ quần áo mới này, chắc chắn thiên hạ sẽ nghi là Quyên may tặng cho anh, bởi vì cả trại này chỉ có mình Quyên bán vải ngoài chợ. Nghĩ thế, Thông thoáng buồn vì thấy hoàn cảnh của anh và Quyên cũng éo le, không khác gì chuyện tình giữa Mai và thầy Phán ngày trước. Lùi trở lại năm 54, khi Ủy ban định cư phân phối gần 1.000 căn nhà tân lập cho dân chúng, đã căn cứ vào số nhân khẩu của từng hộ để cấp phát. Gia đình nào từ 5 người trở lên đều được chiếm ngụ nguyên một căn, còn gia đình nào chỉ có 1 hoặc 2 người thì dọn vào chung, tự ngăn vách, 2 hộ một nhà. Đó là trường hợp của Thông và Quyên. Giang Sơn tuy riêng biệt, nhưng chỉ có mỗi tấm liếp bằng nan tre dán giấy báo, dựng giữa nhà chia ranh giới, bên này làm gì bên kia đều biết. Huống chi sân trước vườn sau, giếng nước dây phơi đều xài chung. Đêm ngày ra vào gặp nhau, trai độc thân gái xa chồng, làm thế nào mà tránh khỏi ngọn lửa tình bén cháy. Quyên có bà dì ruột ở cách nàng mấy căn. Trong suốt hành trình từ Bắc vô Nam, Quyên luôn luôn nhập chung sổ gia đình với bà, mặc dầu bà cũng đông con. Mãi đến lúc sắp chia nhà thì mấy cô em họ có chuyện bất hòa với Quyên. Bà dì thấy tình hình căng thẳng mới khuyên Quyên: "Cháu ạ, dì lúc nào cũng muốn cháu ở với dì, với các em cho nó vui. Nhưng mà chính phủ sắp cấp nhà, dại gì mà cháu không tách ra, xin riêng một căn cho cháu. À, không phải dì muốn đuổi cháu đâu, cháu đừng có nghĩ thế mà mắc tội với Chúa. Dì đem cháu sang đây, dì thì cũng như mẹ, không nhẽ dì lại bỏ cháu à? Ý gì là chỉ muốn cháu tách ra, xin lấy một căn nhà, cứ để đấy. Không muốn ở thì cứ về đây với gì. Có thêm miếng đất mà rồng khoai, rồng sắn cũng tốt. Phải không nào?" Quyên mừng lắm, đang bực mình vì mấy đứa em họ hỗn láo, mà chưa có dịp ngỏ ý ra riêng thì chính bà dì lại đề nghị. Nàng lên ngay Ủy ban định cư trình bày hoàn cảnh và xin cấp phát một căn nhà riêng. Ủy ban hỏi ý kiến bà dì của Quyên rồi chấp thuận cho nàng dọn vào chung căn nhà với Thông. Chỉ một năm sau, khu định cư dư ra cả 100 ngôi nhà vì 3 đợt đi Cái Sắn, Lộc Ninh và Ban Mê Thuật. Ấy là chưa kể lẻ tẻ còn có những gia đình bỏ trại lên thành phố buôn bán. Nhưng ở đâu quen đấy, Quyên không muốn dọn sang nhà khác. Với số tiền 3.000 đồng chính phủ cấp phát theo đầu người ngày mới nhập trại, cộng thêm chút vốn mang theo từ ngoài Bắc, Quyên dành dụm. Ít ăn tiêu lại chăm chỉ bắt tay ngay vào công việc lao động tại địa phương, nàng quyết tâm sau này sẽ chuyển sang buôn bán. Thuở đầu người Bắc người Nam gặp nhau còn khá bỡ ngỡ, chưa tạo được nhịp cầu thông cảm, còn chê cười nhau về cách ăn mặc, cách phát âm thổ ngữ của hai miền. Thế mà Quyên đã bạo dạn đi sâu vào trong làng để xin việc. Dân di cư không có ruộng, lay hoay sống bằng những nghề vớ vẩn không một chút tương lai. Người địa phương thì ruộng đất bát ngát, chỉ ở nơi đó mới cung cấp nổi công việc lương khoán cho những người như Quyên. Nàng xin đi gặt, chủ ruộng thấy nàng xinh xinh vui vẻ nhận lời. Hết mùa gặt, nàng lại xin được công việc ở xưởng chế dầu đậu phộng, rồi chuyển qua hiệu làm bánh tráng. Đám thanh niên miền Nam, tính tình chất phác và giản dị, gặp nàng cứ lăn vào chọc ghẹo. Phần lớn chỉ cốt để nghe nàng trả lời bằng tiếng Bắc, để cả lũ nhìn nhau rũ ra cười. Đậu phộng á thì nhỏ Bắc Kỳ nó kêu là lạc, bánh tráng á thì nó kêu bánh đa, ngộ thiệt á. Họ cười Quyên thì chính Quyên cũng đang cười họ. Buổi tối về nhà,
Lắm hôm lên giường nằm, Quyên còn phì cười nhớ đến những tiếp xúc ngộ nghĩnh ban ngày ở chỗ làm mà chỉ có mình nàng là người mắc. Quyên chắc chưa khoảng 2 năm thì có số vốn, đóng sạp ngoài chợ, xuống chợ Hóc Môn hoặc lên tận Sài Gòn lấy vải về bán. Ở tuổi mới ngoài 20, xa chồng mà nàng không hề muốn gặp lại, Quyên không thể tránh khỏi những lúc ưu phiền cho đời mình. Với xã hội và với chính lòng mình, Quyên đã là người đàn bà có gia đình, không được quyền nghĩ đến người đàn ông nào khác. Luật đời còn dễ du di, chứ phép đạo thì cực kỳ nghiêm ngặt. Trái tim nàng kể như ngưng hẳn mọi rung động từ đây. Những xao xuyến của tâm hồn, những dằn vặt của thể xác từng đêm đòi hỏi, nàng chỉ biết thở dài buồn cho số phận. Ngay cạnh nàng, bên kia bức vách mỏng, có Thông lúc nào cũng bận rộn với công việc nhà xứ và trường học. Nhiều đêm, Quyên tắm xong, đứng phơi quần áo ngoài sân trông vào, thấy Thông vẫn cắm cúi ngồi chấm bài dưới ngọn đèn dầu. Nàng bưng sang cho Thông mấy củ khoai luộc, thăm hỏi vài câu vu vơ rồi về ngay, như sợ có ai bắt gặp, hoặc sợ chính Thông hiểu lầm. Dường như Thông cũng là người duy nhất biết đánh đàn guitar và mandolin. Thỉnh thoảng trong không gian vắng lặng của buổi tối, anh dạo vài khúc réo rắt và bản nhạc tiền chiến quen thuộc, khiến Quyên nằm bên này càng thấy lòng dạt dào mơ mộng. Hai người đều mến nhau nhưng cùng cố giữ cái tình cảm ở biên giới lơ lửng, không ai dám tiến xa bởi cùng nặng lòng tín ngưỡng triệt để tuân theo giới răn của Chúa. Một buổi chiều, Quyên ra giếng múc nước tưới rau. Đã sang thu mà trời vẫn còn oi bức lắm, phải chờ lúc chiều tà cho lớp đất nguội bớt mới dám tưới. Thông đạp xe từ trường về, thay quần áo rồi ra sân sửa lại cái chuồng gà. Thấy Quyên, anh bỏ dở công việc, cầm con dao và mấy sợi lạt tiến lại, ngồi xuống cái ghế đầu bên cạnh vườn cải và bảo Quyên. Tôi vừa mới xem báo, Ngô Tổng thống tuyên bố dứt khoát là không có tổng tuyển cử thống nhất hai miền. Mà Ngô Tổng thống nói đúng, hiệp định Geneva là cái hiệp định bán nước, ký kết giữa Pháp và Việt Minh. Thế thì việc gì miền Nam mình phải tôn trọng? Ấy là chưa kể ai có thể bảo đảm được là tổng tuyển cử mà Hồ Chí Minh không gian lận. Những điều mà Thông vừa nói chính Quyên cũng đã biết, chẳng phải vì nàng chú ý đến chính trị, mà chỉ vì thời ấy, máy bay C-47 của chính quyền thường hay thả truyền đơn xuống các khu dân cư để phổ biến những thông điệp mà chính quyền muốn dân chúng thấu hiểu. Quyên ngồi ở chợ đã đọc được bản tin này rồi. Nàng chỉ hơi ngạc nhiên vì Thông vốn ít giao dịch với nàng, thế mà hôm nay lại ngừng tay làm việc để mon men sang gặp nàng, loan báo một bản tin nhạt nhẽo chẳng ăn nhập gì đến nàng. Hay là Thông chỉ kiếm cớ mượn câu chuyện làm quà để được nói chuyện với nàng? Quyên thoáng tự hỏi nhưng lại gạt đi ngay. Đời nào như vậy, dưới mắt nàng cũng như dưới mắt mọi người, Thông cao giá lắm, không thể hạ mình hy sinh gian díu với một người đàn bà đã có chồng như nàng được. Nàng đặt thùng nước bên cạnh luống rau, quay nhìn Thông và điềm tĩnh đáp. Vâng, em cũng có nghe người ta bảo thế. Thông nói, như vậy là chả biết đến bao giờ chị mới gặp lại chồng chị. Quyên hiểu ý, lau hai bàn tay vào cái áo cũ máng trên dây phơi rồi tiến lại bên cạnh Thông và nói nhỏ. Em cũng chả mong gặp lại. Thông lặng người ngồi yên vì câu nói táo bạo của Quyên. Nàng sực nghĩ ra là câu nói vừa rồi của nàng có thể làm Thông hiểu lầm là nàng mới xa chồng gần 3 năm đã muốn thay lòng đổi dạ. Nàng vội đứng dậy đi nhanh ra sân và bước sang nói chuyện thêm với Thông. Nàng kể lể mọi chi tiết cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của nàng để Thông hiểu vì đâu nàng phải thốt ra lời cay đắng lúc nãy. Nàng kết luận. Em chỉ nhớ thầy mẹ em thôi. Em chỉ mong gặp lại thầy mẹ với lại các em của em. Chứ còn ông ấy thì chả gặp cũng chả sao. Nói xin Chúa tha tội chứ không gặp em còn mừng là đằng khác. Thông cười thầm trong bụng. Không phải anh cười Quyên mà cười chính anh. Bởi anh đã phân ưu lầm. Anh cứ tưởng bản tin Ngô Tổng thống không chấp nhận tổng tuyển cử sẽ làm Quyên khóc hết nước mắt, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn những lời an ủi. Hóa ra nàng hoàn toàn dửng dưng. Hai năm nay, ngày ngày nhìn cô hàng xóm thui thủi vào ra, lắm lúc anh cũng thấy tội nghiệp thương cho người đàn bà trẻ xa chồng. Bây giờ thì anh hiểu thêm được một cảnh sống, một tâm sự. Gần đây, anh thấy Quyên ăn mặc trải chuốt hơn, may mặc nhiều quần áo mới. Có người nói xa nói gần là nàng có nhân tình, nhưng riêng Thông thì vẫn cho đó là điều tự nhiên, bởi nàng bán vải thì phải trưng diện để khách nhìn thấy. Hôm nay khi biết rõ nàng không còn chút thiện cảm nào với người chồng bên kia vĩ tuyến, tự dưng Thông có cảm tưởng nàng gần gũi với anh hơn. Anh vui vẻ hỏi, thế tại sao dạo ấy chị lại đi một mình? À, chị cố ý trốn ông ấy hay sao?
Quyên gật đầu. Vâng, nói cho cùng thì em cũng có ý trốn. Nhưng một phần cũng là vì em cạn nghĩ. Dì em rủ đi là em đi ngay à, chả đắn đo gì cả. Xuống đến Hải Phòng thì mới thấy nhớ nhà. Em khóc quá, cứ đòi về. Nhưng mà muộn mất rồi. Một thân một mình, có biết đường nào mà về. Huống hồ, dì em lại dọa là đã bỏ trốn rồi mà còn về. Viện Minh nó lại tưởng là mình đi gián điệp, thì chết. Thế là em đành theo dì vào đây luôn. Rồi cứ thế, Quyên nói đủ các thứ chuyện. Đến nỗi vợ chồng hàng xóm bên kia đường trông sang cũng phải ngạc nhiên. Chẳng hiểu thầy Thông hôm nay tại sao lại tiếp chuyện Quyên lâu như vậy. Mặc dầu cái chuồng gà, thầy Thông sửa chỉ một lúc là xong. Đêm hôm đó lần đầu tiên Thông nằm thao thức nghĩ đến Quyên. Lạ quá, gần 3 năm nay ở ngay bên cạnh nhau, chưa bao giờ anh thấy xao xuyến như vậy. Cô hàng xóm xinh đẹp kia, ngày nào anh cũng gặp, cũng trò chuyện và thậm chí chia nhau từng củ khoai màu sắn. Thế mà mãi đến bây giờ, anh mới thấy lòng mình đổi khác chỉ vì nghe nàng kể rõ hoàn cảnh ngang trái của nàng. Nói xin Chúa tha tội, em lấy chồng cũng như là không anh ạ. Ông ấy cưới em về chỉ có khoảng mấy tháng, rồi giao em cho bố mẹ chồng, đi biệt tăm biệt tích mãi. Hôm em có việc cần, đánh liều xuống tận chỗ ông đóng ở đâu, đồn Kim Lân ấy. Em nghe thầy mẹ bảo là ông là trưởng đồn, trong làng vẫn gọi là ông cai thục. Đi cả nửa ngày rời mới tới nơi. Hỏi thăm chú lính gác á, thì chú cứ ấp a ấp úng không cho em vào. Dùng rằng mãi, em cứ xông bừa vào thì Giê-xu ma lại Chúa tôi. Hóa ra là ông ấy lấy người khác, giấu luôn ở trong đồn từ bao giờ rồi ấy. Thế mà ông ấy còn hùng hổ mắng em, đuổi em về. Em tức quá, em về thẳng nhà thầy mẹ, kể hết đầu đuôi cho thầy mẹ em nghe. Nhưng mà thầy mẹ em không có chứa, bắt em phải quay về nhà bố mẹ chồng, rồi sợ mang tiếng. Từ đấy em vẫn cứ ở bên nhà chồng, nhưng mà không có gặp lại ông ấy lần nào nữa. Thế lúc người ta rục rịch xuống Hải Phòng để vào Nam, Em chạy về xem là thầy mẹ em có đi hay không á, thì thầy mẹ em nhất định không đi. Thầy em bảo là nhà cửa ruộng vườn như thế này còn đi đâu nữa, vào trong ấy mà làm đồn điền cao su hay sao. Cả họ nhà em chả có ai chịu đi. May quá em ghé thăm dì đúng cái lúc mà cả nhà đang gồng gánh ra cổng. Thế dì em khóc bảo là tao rủ mãi mà mẹ mày không chịu đi, nói thế nào mẹ mày cũng chả nghe, hay là mày cứ đi luôn với dì, chứ còn ở đây làm gì nữa. Thế là em đi luôn, em chả kịp báo tin cho thầy mẹ em biết. Câu chuyện Quyên kể hồi chiều ngoài sân, Thông ngồi nghe một cách bình thản, không mảy may xúc động, bởi chính người kể cũng không để lộ một chút gì luyến tiếc hay cay đắng. Mãi đến bây giờ lên giường nằm nhớ lại, Thông mới chợt thấy thương cho Quyên. 17 tuổi lập gia đình, vui với chồng được vài tháng rồi chồng lấy người khác. 5 năm trôi qua, một mình lầm lỗi với nỗi hiu quạnh không ai san sẻ.
Thông bỗng thấy tim mình như thắt lại. Trong bóng đêm bao phủ, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ của trăng thượng tuần chiếu qua cửa sổ. Nhắm mắt lại, Thông hình dung ra cái dáng nhỏ nhắn của Quyên lúc chiều ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa ân tình. Anh thấy mình sắp sa ngã mất. Anh chỉ bước có mấy bước sang gõ cửa nhà Quyên, nàng sẽ đón anh, sẽ thổn thức trên vai anh, rồi hai người mở đầu một chuyện tình mới. Anh sẽ giúp Quyên làm lại cuộc đời, bù đắp cho nàng những mất mát của tuổi thanh xuân trong mấy năm qua. Nghĩ một lúc khá lâu, Thông rón rén ngồi dậy, thòng hai chân xuống tìm guốc. Anh nhẹ nhẹ bước ra cửa, đứng trên hè nhìn sang gian nhà bên cạnh. Anh nghe tiếng ho nhẹ của Quyên vọng ra, làm anh càng tin chắc là Quyên cũng đang nằm thao thức nghĩ đến anh. Anh nhẹ nhàng tiến lại trước cửa nhà Quyên. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió đêm thổi xào xạc qua những tàu lá chuối và vườn sắn sau nhà. Có lẽ đã gần nửa đêm, sương xuống mau làm không gian rượi mát. Thông lấm lét nhìn sang căn nhà hàng xóm đối diện bên kia con đường lớn, lo sợ người ta còn thức và bắt gặp anh mò sang với Quyên. Nhìn thì nhìn nhưng anh không thấy gì, bởi nhà nào cũng đã tắt đèn. Người ta thức hay ngủ anh không thể biết được. May mà có bụi chuối khá lớn trước cửa nhà Quyên, anh tin là bên kia đường dù có ai rình cũng khó mà trông thấy. Rồi cứ thế, Thông đứng lặng trước cửa nhà Quyên một lúc khá lâu, tim đập hồi hộp như tên trộm lần đầu hành nghề. Mấy lần toan đưa tay gõ cửa hoặc lên tiếng gọi, nhưng dường như có cái sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản không cho anh tiến tới. Hình như bên trong, Quyên cũng vừa ngồi dậy, bởi Thông thoáng nghe tiếng lạch cạch chuyển động của những nan tre kết thành cái giường của Quyên. Rồi trong khoảnh khắc, tiếng guốc của nàng tiến ra phía cửa, mỗi lúc nghe một gần hơn. Thông càng hồi hộp, nín thở, anh chưa biết nên xử trí thế nào, thì bỗng giật mình vì con chó nhà hàng xóm bên kia đường sủa vang. Như một phản xạ tự nhiên, Thông vội vã bỏ chạy về buồng, nép sau khung cửa, thở hổn hển trông ra. Anh thấy hai bóng người song song, vừa đi vừa nói chuyện dưới trăng mờ. Anh đặt tay lên ngực, cố lấy lại bình tĩnh rồi khép cửa cài then và trở lại giường. Bên kia, qua bức vách mỏng bằng phên tre dán giấy báo, anh thấy đèn vừa thắp lên và tiếng guốc của Quyên đi tới đi lui như nhắc nhở hay mời gọi. Thông thở dài đứng dậy, phấn đấu lý trí rồi quỳ xuống, ngước mặt nhìn lên bàn thờ và làm dấu thánh giá. Đối với một người ngoan đạo như anh, nguồn an ủi duy nhất mỗi khi anh yếu đuối hay lo sợ là đọc kinh lần hạt. Anh xin Chúa soi sáng và giúp anh vượt qua cơn thử thách mãnh liệt này. Anh không thể gian díu với Quyên được, bởi nàng đã có chồng. Dù chồng nàng không ra gì thì nàng cũng đã có phép hôn phối với người đó, không bước thêm được nữa, trừ khi chồng nàng chết. Rõ ràng thánh ý Chúa đã định, anh toan sa ngã, toan gõ cửa buồng, thì có tiếng chó sủa, có bóng người từ đâu xuất hiện ngoài đường để cứu anh thoát khỏi tội lỗi. Anh tạ ơn Chúa đã dắt anh xa chốn vực sâu, tự dưng nước mắt anh trào ra với lời kinh sám hối. Dù chưa gần gũi Quyên, chưa nắm bàn tay nàng, nhưng anh vẫn thấy mình là kẻ đã phạm tội trong tư tưởng. Đọc kinh xong, anh ăn năn tội rồi làm dấu thánh giá và lên giường ngủ. Chiếc đồng hồ tròn hiệu con gà đặt trên bàn viết nổi bật hàng số dạ quang màu xanh biếc. Kim ngắn đã chỉ quá một giờ. Thông nhắm mắt lại và thấy lòng tương đối thanh thản. Bên kia bức vách, có lẽ Quyên chờ quá lâu không thấy động tĩnh gì nên cũng tắt đèn và lặng lẽ lên giường. Sáng hôm sau như thường lệ, Thông dậy từ trước khi gà gáy, tiếng chuông nhà thờ từ xa đưa lại nhắc anh đã đến giờ đi lễ. Từ ngày về đây, anh luôn luôn có mặt rất sớm ở nhà thờ, dù là ngày thường, để làm gương cho lớp học sinh trong trại. Anh dạy buổi chiều cho nên có đủ thì giờ đọc kinh, làm việc nhà, chấm bài và soạn bài. Hôm nay anh cũng thức sớm như mọi ngày, ngồi trên giường đọc kinh nhật tụng trước khi bước xuống thắp đèn rồi đẩy cửa bước ra sân đánh răng rửa mặt. Sương đêm còn buông phủ dày đặc, hơi lạnh thấm nhanh qua lớp áo mỏng. Anh dùng mình nhìn sang bên cạnh, thấy nhà Quyên vẫn im lìm, cửa đóng then cài. Anh nhớ lại trọn vẹn nỗi xao xuyến của mình đêm hôm qua, nửa tiếc nuối, nửa vui mừng vì mình chưa vấp ngã.
Rồi anh trở vào thay quần áo vội vã ra đi. Con đường trước mặt đã nghe thấp thoáng tiếng nói chuyện của những bà già ngoan đạo hoặc của những bạn hàng gồng gánh ra chợ sớm. Thông vừa lầm lỗi bước nhanh vừa miên man nhớ đến Quyên. Trong những suy nghĩ rằng co, anh chợt nảy ra ý định sẽ dọn sang căn nhà khác. Trong trại giờ này dư cả trăm ngôi nhà trống, anh sẽ chọn một căn xa hẳn căn nhà anh đang ở để không có dịp còn thường xuyên gần gũi Quyên nữa. Rồi thời gian xa mặt, cách lòng, anh sẽ quên dần cô hàng xóm đáng yêu đang chập chờn ẩn hiện trong đầu anh. Lễ xong mọi người về hết, Thông vẫn còn quỳ lại đọc kinh một mình. Ngoài sân trước cửa trường học, tiếng học trò nô đùa và tiếng dao của các hàng quả bánh vang lên từng chập. Thông bước ra đưa mắt, nhìn thoáng khắp lượt. Mặt trời vừa ló dạng chiếu những tia rực rỡ trên bãi cỏ còn lóng lánh sương đêm. Anh thấy cha Hảo đang đứng nói chuyện với một giáo viên ở cạnh cột cờ. Bà Quản Vọng thì vừa nhặt rác quanh nhà thờ, vừa vu vơ mắng lũ trẻ không biết giữ vệ sinh chốn tôn nghiêm. Giọng bà oang oang để nhắc cho mọi người biết bà đang làm việc. Thông rẽ sang lối tắt đi về nhà. Ngang qua cái quán cóc của người quen tại một ngã tư, Thông tạt vào mua gói xôi lạc về ăn sáng trước khi chấm bài cho học trò. Về đến cổng, anh thấy Quyên đang ngồi giặt quần áo bên cạnh lu sành chứa nước mưa đặt sát bụi chuối. Nàng vừa tắm xong, thay áo cánh trắng ngắn tay và búi tóc ngược lên cột bằng chiếc khăn nhỏ màu hồng. Thấy Thông bước vào, Quyên khẽ ngẩng lên rồi cúi ngay xuống để tỏ thái độ hờn dỗi khác hẳn thói quen xã giao niềm nở thường nhật. Đôi mắt nàng Thông thấy đỏ hoe như vừa mới khóc hoặc vì đêm qua không ngủ được. Thông thấy nao nao bứt rứt, làm như chính anh đã gây đau khổ cho Quyên đến nỗi nàng mất ngủ. Đã toan đi thẳng vào nhà, anh ngẫm nghĩ rồi đứng lại và hỏi: "Hôm nay chị không đi chợ?" Quyên vẫn tiếp tục vò quần áo, bọt xà phòng trào hẳn ra ngoài miệng cái chậu thau đường kính khoảng gần 2 gang tay. Nàng ngẩng lên mệt mỏi đáp: "Em định nghỉ một hôm, chán đời quá, chả muốn bán buôn gì cả." Giọng nàng buồn vời vợi khiến Thông càng mủi lòng. Thấy có khúc củi tròn đựng bên cạnh lu nước, Thông ngồi xuống cách Quyên chừng một thước. Anh nhìn đôi tay tròn lẳn của Quyên và lần đầu tiên anh nhận ra một điều là Quyên dạo này đầy đặn hơn ngày mới dọn vào đây. Chiếc áo trắng mỏng hơi chật, làm căng phòng bộ ngực như muốn bật tung mấy cái nút bấm nhỏ. Nắng gió cũng đã nhả bớt trên làn da mịn màng của nàng vì đã cả năm nay nàng không đi gặt lúa thuê nữa. Thông quay mặt đi tránh những ý tưởng vẩn đục trong đầu, không khí nặng nề căng thẳng vì cả hai cũng chả biết nói gì. Thông lấy gói xôi mở lớp giấy báo, chìa ra trước mặt Quyên và bảo: "Chị ăn xôi với tôi không? Xôi bà Huân thổi khéo lắm. Chị dì xơi một miếng nhé." Giọng Thông run run lộ rõ vẻ lúng túng, khiến Quyên đang buồn cũng phải phì cười vì thương hại. Nàng vui vẻ nói: "Có một tí thẹo mà anh cũng mời em. Em ăn thì lấy gì cho anh ăn? Thôi, anh ăn đi. Em chờ bà hàng bún riêu. Bà ấy sắp đánh đến đây rồi đấy." Thông cũng cười theo và trong lòng cảm thấy nhẹ hẳn vì biết Quyên đã hết giận. Anh nói một câu sáo ngữ: "Vẫn biết là chả có bao nhiêu, nhưng mà của ít lòng nhiều, tôi mời chị một miếng cho vui." Quyên đứng dậy hất chậu nước xà phòng ra sân và bĩu môi đáp: "Em thì em chả thích của ít lòng nhiều, thà cứ cho em của nhiều mà lòng ít cũng được." Ngừng một chút, nàng tìm một câu ý nhị hơn rồi hạ giọng tiếp: "Em nói thế là vì em biết, đối với em, anh làm gì có lòng nhiều, anh có để ý gì đến em đâu. Chỉ có em là khổ thôi." Thông giật mình vì câu nói bạo dạn bất ngờ của Quyên. Đang véo miếng xôi, anh dừng tay ngồi yên như pho tượng, đưa mắt đăm đăm nhìn Quyên. Lần đầu tiên anh nghe được một lời gợi ý rõ rệt như vậy, làm anh không khỏi bồi hồi xúc động. Quyên lại ngồi xuống, múc nước từ lu đổ vào chậu và tiếp: "Đêm hôm qua, anh cần gì mà đứng mãi ngoài cửa, không chịu gọi em?" Thông càng choáng váng ngượng ngùng như kẻ trộm bị bắt quả tang. Anh mở to mắt nhìn Quyên.
nhưng không biết trả lời ra sao. Anh là một nhà giáo nói năng lưu loát, có thể tranh luận bất cứ đề tài gì. Nhưng anh chưa nói chuyện tình cảm với bất cứ người con gái nào, cho nên tình huống này làm anh lúng túng lắm. Quyên vẫn bình thản kể. Em đứng trong nhà trông thấy anh, em ho lên mấy tiếng để báo cho anh biết là em còn thức. Thế mà chờ mãi, chả thấy anh gõ cửa. Em hỏi thật nhé, thế đêm hôm khuya khoắt, anh định sang nhà em, chắc có việc gì hệ trọng phải không? Thông thấy đắng chát trong cổ, anh đưa bàn tay lên lùa vào mái tóc, chớp mắt nhìn xuống chân. Anh đang lâm vào cái thế tiến thoái lưỡng nan chẳng biết xử trí thế nào. Anh biết Quyên đã yêu anh lắm rồi, chỉ chờ anh đáp lại. Nhưng riêng anh, trái tim thì rung động cực kỳ, nhất là lúc này ngồi bên Quyên. Mà lý trí lại cố vùng vẫy cưỡng lại để khỏi uổng công giữ đạo từ bé đến giờ. Mới lúc nãy quỳ trong nhà thờ, anh cũng đã nghĩ nhiều đến Quyên và anh thấy lòng nhẹ nhàng lắm bởi có Chúa toàn năng giúp sức. Giả sử như anh đừng ngồi gần Quyên, đừng nghe nàng tỉ tê nói chuyện thì chắc chỉ một thời gian ngắn anh sẽ quên hẳn bóng dáng người hàng xóm. Thấy Thông ngồi yên, Quyên nhắc lại. Em hỏi sao anh không trả lời? Đêm hôm qua anh định sang em, có việc cần lắm phải không? Thông nghẹn họng không biết đáp thế nào, anh vốn không quen nói dối, cho nên khá lâu anh mới gắng gượng đáp. Nằm mãi chẳng ngủ được, định sang nói chuyện với chị cho vui. Nhưng mà thấy trong nhà im lặng, tôi đoán là chị ngủ rồi nên tôi về. Quyên lắc đầu cười buồn. Chả phải, anh đừng có giấu em. Anh biết là em còn thức mà. Em châm đèn lên cho anh thấy là em chưa ngủ. Tại anh đổi ý đấy chứ, có phải không nào? Đến nước này thì Thông không đóng kịch được nữa. Quanh co làm gì khi nàng đã nhìn thấu tâm can của Thông. Gói xôi vừa mở ra chưa kịp ăn miếng nào, Thông lại gói vào và đặt nó lên rổ bát bên cạnh. Anh chớp mắt mấy cái rồi thú nhận. Chị tinh lắm, tôi muốn giấu cũng chả được. Nói quả đáng tội, chị tha lỗi cho. Chiều hôm qua tôi nghe chị kể về hoàn cảnh của chị, tôi không cầm lòng được. Tôi nghĩ nhiều về hoàn cảnh của chị. Chị cũng như tôi đều xa gia đình, bỏ lại cha mẹ anh em ngoài Bắc. Tôi ngủ không được nên mới định sang nói chuyện với chị. Quyên thấy lâng lâng dậy lên trong lòng một niềm vui chan chứa. Hơn 2 năm nay ở bên Thông, Quyên biết thân phận. Dù có chút nhan sắc nhưng đã lỡ có chồng, nàng không dám cao vọng chờ một ngày Thông sẽ đến với nàng. Không ngờ nàng nghĩ sai. Đêm qua suýt nữa thì chuyện tình đã mở ra. Nàng chớp mắt cảm động, cúi xuống cắn môi. Tuy nhiên niềm vui của Quyên không kéo dài được lâu, bởi ngay sau đó Thông nghiêm giọng tiếp. Nhưng rồi ơn trên soi sáng cho tôi nghĩ lại, Chúa thấu hiểu lòng tôi. Tôi chỉ được phép xem chị là một người quen, một người hàng xóm tốt bụng mà thôi. Tôi không thể tiến xa hơn được phạm giới răn của Chúa. Quyên đang khom người giặt áo, từ từ đứng thẳng lên, hai bàn tay ướt sũng đan vào nhau buông thõng trước bụng, đôi mắt lạc thần nhìn ra đường, rồi chỉ trong khoảnh khắc, suối lệ trào ra, đầm đìa chảy thành dòng trên má. Nhìn cảnh tượng ấy, Thông thấy lòng mình thắt lại và tự dưng cũng không cầm được nước mắt. Đời anh, 26 tuổi, dĩ nhiên những rung động bất chợt thoáng đến thoáng đi cũng đã xảy ra nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh thật sự gần gũi một người đàn bà và trực tiếp nói chuyện trai gái như hôm nay. Anh nghiêng người thọc tay vào túi quần, lấy khăn lau mắt rồi nghẹn ngào thêm. Không phải tôi không nghĩ đến chị, tôi nghĩ rất nhiều, đã 2 năm rồi. Nhưng chị đã có gia đình, tôi không thể lỗi phép đạo, chị cũng không thể trái luật Chúa. Quyên nức nở ngắt lời. Nhưng mà gia đình anh như thế nào thì anh biết rồi. Em có ngoại tình, có bỏ chồng theo giai đâu mà Chúa cấm em chứ. Không lẽ cả đời em cứ sống như thế này hoài sao? Thông thấy đắng chát trong cổ, anh toan phân trần thêm, thì bỗng nghe có tiếng nói lao xao ngoài đường. Anh giật mình trông ra, thấy mấy bà gánh củi đi ngang.
Thông vội đứng dậy vì thấy ngồi ngoài sân với Quyên như thế này không tiện. Quyên cũng đứng lên theo và chạy vào nhà. Nàng ngồi xuống ghế và gục đầu trên hai cánh tay đặt trên mặt bàn tiếp tục khóc. Thông lấm lét nhìn quanh hai bên hàng xóm rồi cũng bước theo. Anh ít khi sang nhà Quyên, nhất là sang trong hoàn cảnh đặc biệt này, làm anh lo sợ lắm. Bình thường, hễ cần việc gì anh chỉ đứng ngoài hè nói vọng vào mà thôi. Biết anh đến sau lưng, Quyên càng khóc nức lên từng cơn. Nước mắt đàn bà vốn có ma lực làm tiêu tan ý chí của đàn ông. Thông đứng lặng nhìn và chỉ trong giây lát, mọi lời cầu nguyện, mọi câu sám hối, mọi kinh ăn năn đều tan biến hết. Niềm tin giáo điều bị che lấp bởi mây mù tình cảm, anh từ từ bước tới, đặt hai bàn tay lên vai Quyên. Như một luồng nhân điện cực mạnh, Quyên quay lại, ngước lên và đứng dậy, xoay người, áp mặt vào ngực Thông, hai cánh tay vòng qua lưng Thông, kỳ chặt. Để đáp lại tấm thịnh tình ấy, Thông cũng không thể cầm được lòng nữa. Anh ôm sát lấy tấm thân tròn trịa của Quyên, bàn tay xoa nhẹ trên lưng nàng, qua lớp vải, mịn màng. Anh nghiêng đầu áp má trên mái tóc đen mượt còn thoang thoảng mùi bồ kết của Quyên. Giờ phút này thì Chúa phải hiện ra làm phép lạ. Họa chăng Thông mới lấy lại sáng suốt để đẩy Quyên ra khỏi cánh tay mình. Thông nhắm mắt lại, toàn thân anh nóng ran, thứ hơi ấm nồng nàn ở cơ thể người đàn bà truyền thật nhanh sang, mà anh thấy có sức lôi cuốn kỳ diệu, nhất là khi Quyên cứ ép sát ngực vào người Thông. Quyên ngửa mặt lên hôn vào cổ vào má Thông khiến anh co rúm người lại. Hai người cứ đứng ở tư thế đó rất lâu không nói gì, chỉ nghe nhịp đập rộn rã của nỗi tim chan hòa hạnh phúc. Đơn giản có thế này mà tại sao phải đợi gần 3 năm mới thực hiện được? Quyên tự hỏi và muốn dìu Thông lại giường. Ở một người đàn bà đã từng có chồng như Quyên, khi chưa hiến dâng thân xác thì chưa thể gọi là tình yêu trọn vẹn. Nàng muốn nằm bên cạnh Thông, cho Thông tất cả những gì mà Thông muốn. Nhưng Thông cứ đứng yên, không nhúc nhích. Với Thông, ôm như thế này đã là đạt tới tột đỉnh của đam mê rồi. Không cần tiến thêm bước nào nữa. Mãi tới lúc nghe bà hàng bún riêu reo vang ở ngoài cổng, Thông mới giật mình, buông Quyên ra. Anh lo sợ nhớn nhác nhìn ra và tự trách mình đã quá hớ hênh không khép cửa. Có định trước là sẽ ôm nhau đâu mà khép cửa. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, chẳng biết có ai bắt gặp hay không. Mặt anh tái nhợt, từ từ bước ra hè, ráo rác nhìn quanh rồi chạy vụt về bên nhà. Quyên khẽ mỉm cười, cột lại mái tóc rồi ra sân gọi lớn. Bà Tổng ơi, gánh bún vào đây. Vừa là người quen, vừa là khách hàng thường xuyên của hàng bún riêu, Quyên vui vẻ đứng chống nạnh chờ đợi. Nét mặt mới lúc nãy ủ rũ và đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, bây giờ hồng lên rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Nàng nghĩ đến chuyện tình vừa chấm nở, lòng rộn lên những cảm giác hỗn độn, vừa lo âu vừa thú vị. Bà hàng gánh bún theo con đường nhỏ, len giữa khu vườn sắn tiến vào sân nhà Quyên. Quyên thở phào nhẹ nhõm, đặt bát bún xuống cái ghế đầu bên cạnh rồi chạy lại trước cửa buồng Thông, đứng ở ngoài sân gọi vào. Anh giáo có xơi bún luôn thể không? Bà Tổng vội vàng lớn tiếng phụ họa. Vâng, hôm nay riêu cua ngon lắm, tôi mời ông giáo một bát nha. Quyên lại thêm. Em cũng mời anh giáo một bát nữa là hai. Thông từ trong nhà tiến ra, tay cầm cái bút và cuốn vở học trò làm như đang bận chấm bài thật. Anh gật đầu chào bà Tổng và nói. Vâng, bà có lòng thì tôi xin bà một bát. Quyên nhắc lại. Em cũng có lòng, anh giáo phải rơi thêm một bát nữa. Em đãi anh giáo mà. Thông lắc đầu cười. Ăn hai bát thì vỡ bụng mất. Với lại hôm nay được ăn hai bát, ngày mai lại chẳng có bát nào. Chị cho tôi khất đến sáng mai vậy. Bà Tổng múc bún vào tô, phủ rau muống chẻ lên trên rồi cầm đôi đũa bưng vào nhà cho Thông, vui vẻ nói. Thế bao giờ ông giáo mới tính lập gia đình? Có đám nào chưa để chúng tôi còn liệu? Hỏi thật đấy ông giáo ạ.
Đây, mời ông giáo. Vâng, vâng, ông giáo sơi ngay cho nó nóng nha. Thông đứng trên hè đưa mắt nhìn Quyên rồi quay vào trả lời bà Tổng. Vâng, chắc phải nhờ bà làm mối cho chứ không thì đến ế mất. Anh ngồi vào bàn và cầm đũa. Anh nghe tiếng hai người nói chuyện ngoài sân, toàn những đề tài buôn bán là thứ mà Quyên tỏ ra rất sành sỏi. Từ lâu Thông đã để ý thấy Quyên có giấc mộng lớn, nàng sẽ gom vốn để mai kia xuống hẳn Sài Gòn làm ăn. Thông thì trái lại, anh chỉ muốn theo đuổi nghề thầy giáo và sống bám lấy ngôi giáo đường với những sinh hoạt tôn giáo được lập đi lập lại năm này qua năm khác, mà năm nào anh cũng vẫn thấy hào hứng. Suốt ngày hôm ấy, mọi sinh hoạt ở cả hai bên đều diễn ra một cách bình thường. Mặc dầu cả hai cùng nghĩ đến nhau, nhưng cùng tránh gặp nhau. 6 giờ Thông đi dạy học về, lặng lẽ ăn cơm, cho gà lên chuồng rồi đi nhà thờ. Lần đầu tiên quỳ trước bàn thờ Chúa mà đầu óc anh hoàn toàn bị chia chí. Tay anh lần chuỗi theo thói quen, cố tập trung tư tưởng vào những lời kinh, nhưng chỉ được giây lát rồi lại nghĩ đến Quyên. Gần 9 giờ đêm anh mới trở về, ra giếng múc nước tắm như thường lệ. Anh nhìn sang bên kia thấy cửa vẫn mở và Quyên ngồi khâu bên cạnh bàn dưới ngọn đèn vặn lớn. Nàng mặc áo cánh trắng nhưng không phải cái áo cổ trái tim sáng nay. Thỉnh thoảng Quyên ngừng tay kim, ngẩng đầu ngồi thẳng lên, xoay qua xoay lại vài lần cho đỡ mỏi cổ. Thông ngồi thẫn thờ một mình rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Anh nghe tiếng radio từ bên nhà Quyên vọng sang lớn hơn. Anh nằm nhắm mắt và lại nghĩ đến hành vi của mình sáng nay khi ôm Quyên. Có chút gì hối hận gờn gợn lên trong lòng. Vừa mới đây ở nhà thờ, anh đã tin rằng Chúa nhân từ cho phép Quyên được tiến tới với anh. Bây giờ những giáo điều cũ lại trở về làm trí óc anh lo ngại. Anh đoán là Quyên cũng mang một tâm sự như anh. Cho nên từ lúc chia tay sau khi ăn bún riêu buổi sáng, nàng không nói chuyện với Thông nữa. Mặc dù Thông đi dạy học về, hai người có nhìn thấy nhau quanh quẩn ở ngoài sân.